Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ chuyển giao thời khắc năm cũ và năm mới, du khách bốn phương lại đổ về thị xã Mường Lầy, hòa mình vào lễ hội đua thuyền đuôi én. Năm nay, lễ hội hứa hẹn sẽ đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn khi lần đầu tiên được tổ chức lồng ghép giải vô địch câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. Lễ hội đua thuyền đuôi én là cái sự kiện thường niên nó khôi phục và phát triển cái văn hóa dân tộc của thị xã Mường Lầy nói riêng và của tỉnh Điện Biên nói chung. Trong cái không khí đầu năm, ngày mùng 1, thường là ngày mùng 1 hàng năm là tổ chức những lễ đua thuyền đuôi én, đây là khôi phục lại và là cái sự cùng với sự phát triển thực hiện cái nghị quyết Đảng bộ tỉnh Điện Biên và nghị quyết Đảng bộ tỉnh của thị xã Mường Lầy về phát triển bảo tồn văn hóa di phi vật thể của tỉnh Điện Biên và của thị xã Mường Lầy nói riêng. Đặc biệt năm nay, năm 2003 là cái năm đầu tiên thị xã Mường Lầy kết hợp với được Tổng cục Du lịch và Ủy ban tỉnh đặt cái giải du lượn vô địch lần thứ 3 các câu lạc bộ trên địa bàn thị xã Mường Lầy. Đây cũng là một cái mở đầu cho bước phát triển của du lịch Mường Lầy. Ngay trong đêm khai mạc lễ hội, cùng với người dân địa phương, đông đảo du khách đã có mặt tại buổi lễ để cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường Lầy. Đồng thời, trong ánh lửa bập bùng, mọi người cùng nắm tay nhau, hòa nhịp trong vòng xòe đoàn kết mừng ngày khai hội. Bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2023, lượng du khách đến với Mường Lầy ngày càng đông, bởi đây chính là ngày diễn ra các hoạt động chính của lễ hội. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tập trung về bến thuyền cơ khí để được tận mắt chứng kiến lễ tế thần sông nước, cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên và cầu may cho các đội đua thuyền. Sau các nghi thức tế lễ, 10 đội đua thuyền bước vào phần tranh tài dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người dân và du khách. Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 8 lần này, ngoài 6 đội của địa phương, ban tổ chức còn mời các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và huyện Mường Trà. Nói chung thì bây giờ mình cũng tham gia được 4 đợt rồi, hôm nay là huyện lại xuống xã mình tìm người. Thế là mình là cái xã mình là xã đầu tiên để tham gia lần này. Để cho cái sự chuẩn bị năm đầu thì mình cũng gọi là tập hợp anh em, nhưng mà xuống đây tập luyện. Trong quá trình tập luyện thì cũng nói chung là anh em cũng bảo ban nhau những cái nào mà mình chưa hiểu chưa biết thì học hỏi kinh nghiệm các anh các cô các chú ở đây. Để trong đến giờ phút này thì cái lần đầu tiên cũng được tham gia được bốc thăm thì được khởi động lần đầu cái lần đầu tiên cùng ba thuyền. Thế thì bây giờ mình cũng nói chung là anh em cũng được cả chia sẻ trong cái công việc cũng hết ai cũng hết mình. Đấy cho bây giờ cũng cái đợt đội về đích đầu tiên thì cũng rất là phấn khởi ạ. Cùng với hoạt động đua thuyền, hoạt động trưng bày các gian hàng sản phẩm truyền thống, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo du khách đến xem, cổ vũ. Trong đó, ấn tượng hơn cả là hội thi ẩm thực của 14 đơn vị nữ công do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lầy tổ chức. Qua đó nhằm giới thiệu quảng bá tới bạn bè gần xa các sản phẩm đặc trưng, đặc sản truyền thống và ẩm thực của địa phương, đặc biệt là các món ăn của người dân tộc Thái Mường Lầy. Để tham gia vào lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 8 năm 2023, thì Hội Liên Phụ Nữ xã cũng đã tham gia một hoạt động với ban tổ chức lễ hội, đó là hội thi ẩm thực với chủ đề hương sắc Mường Lầy. Đội thi của chúng tôi thì đến tới 14 đội thi đến từ các đơn vị nữ công trên địa bàn thị xã và hội phụ nữ xã phường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho hội viên phụ nữ trên địa bàn về mục đích ý nghĩa của lễ hội và cùng với hội viên phụ nữ trên địa bàn tổ chức các hoạt động đón chào cái lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2023 và đón các du khách đến thực hiện cái du lịch cộng đồng tại địa bàn các cơ sở phường. Mình là một du khách đến từ Điện Biên. Đây là lần đầu tiên mình tham dự cái lễ hội tại Mường Lầy. Cái ấn tượng đầu tiên ấy vào buổi tối khai mạc cũng như là ngày hôm nay là lễ hội đua thuyền thì mình cảm thấy là rất là ấn tượng. Cảm thấy là đây là một cái lễ hội nó cũng là một lễ hội lưu truyền là truyền thống của người dân Mường Lầy. Thì cũng mong muốn là với cái lễ hội này thì đã thu hút được du khách mọi phương đến tham gia xem cổ vũ động viên cho người dân Mường Lầy cái tinh thần đón chào năm mới rất là phấn khởi vui vẻ. Với điểm nhấn lần đầu tiên, giải vô địch câu lạc bộ dù lượn quốc gia được kết hợp tổ chức trong khuôn khổ lễ hội,
Không chỉ du khách mà nhiều người dân trên địa bàn thị xã Mường Lây cũng vô cùng háo hức đón chờ để được tận mắt chứng kiến môn thể thao mới xuất hiện ở lễ hội. Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm nay quy tụ 54 phi công đến từ 9 câu lạc bộ dù lượn trên toàn quốc. Các phi công sẽ tranh tài trong 2 ngày ở 3 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội. Điểm bay xuất phát tại bản Hồ Hồi Luông và điểm hạ cánh tại bản Mò, xã Nai Nường. Việc phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm gắn với tổ chức lễ hội đua thuyền đuôi én năm nay sẽ tạo tiền đề đưa thị xã Mường Lây thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Thế nhưng mà nếu mà mong muốn của cá nhân mình thì mỗi năm tổ chức một cái buổi thường niên thì tức là giữa gắn kết, giao lưu giữa phi công dù lượn trong nước và có thể những bạn bè quốc tế cũng có thể về đây tham dự và được giao lưu với văn hóa người Thái của bà con đây là rất là tuyệt vời ạ. Được khôi phục và duy trì tổ chức thường niên từ năm 2015, đến nay lễ hội đua thuyền đuôi én đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi dịp năm mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên bà con nhân dân phấn đấu lao động, sản xuất. Đây cũng là dịp để người dân thị xã Mường Lây được giao lưu, học hỏi, tăng thêm tình đoàn kết, cùng gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.